Mến chào quý cô chú ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Thí Liễu, có một số hoa báo đơn tiếp tục giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Gồm có những cái phôi trang. Rồi, chào Liễu Liễu ơi. Dạ em chào thấy, cô chào tất cả bà con đang xem kênh nha. Hôm nay vườn con có về một số cây để phục vụ quý cô chú anh chị như hồng phấn lá chung, phôi cam cà rốt với lại vàng Dubai á. Để mong quý cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn con ạ. Số điện thoại của con là 0931714723 cũng là số Zalo của con. Rồi, đầu tiên mã số 1 là mình lên một cây hồng phấn siêu bông lá trung nha quý cô chú. Phơm tàn đều. Và chiều cao là 95. Tán ngang là 65. Quanh eo là 15.5 tính 15. Rồi. Cái này kéo thất thân gì mà anh ơi. Thất thân là 30 á. Đang ôm nụ nha quý cô chú. Rồi, giá mã số 1 luôn. Dạ, mã số 1 này có giá là 450.000 con bao ship ạ. Rồi, 450.000 cây hồng phấn siêu bông. Tiếp theo hàng khủng quý cô chú ơi. Vàng cam hoặc là cam cà rốt. Dòng này rất là ít nha. Cây này cây hàng khủng luôn. Mã số 2 là 1m2. Cái ngay là 1m1 thôi. Cây rất là già cây nha. Mình là 18.5 tính 18 đi. Rồi. Để đi. Để chưa khai thác hết nha. Cây phơm tàn đều. Vàng cam hoặc là cam cà rốt cũng là một dòng nha. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 2 này có giá là 1.200.000 con bao ship ạ. Rồi. Cây này rất là lớn nha quý chú, tàn tròn vo luôn nha. Hàng rất là khủng luôn. Lô cây này rất là già, rất là hiếm nha. Mã số 3 cũng là một cây cam cà rốt. Quả xá cái phơm. Chiều cao là 1m15. Cái ngang là 1m2 vậy. Màu rất là ngọt. Cây này cái hoành nó lực. Hoành là 23. Rồi. Này nói chung một cốt mà một cốt lùng quý chú, tay cành nó đóng đặc hết trơn. Này này lên cái chậu lên cái đôn là lực dữ lắm nha. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 3 này có giá là 1.100.000 con bao ship ạ. Rồi. Quá khứ. Hàng rất là già. Mã số 4. Cây này mà nó phun bông là nhìn là kẹo hết trơn. Chiều cao là 1m. Cái nghe là cũng 1m nữa. Đổi màu luôn quý cô chú. Quanh là 15.5 tính 15. Rồi, cây này thoát thân khoảng 5 cm. Rồi, giá mã số luôn. Dạ, mã số 4 này có giá là 800.000 con bao ship ạ. Rồi, cây này phí ship rất là nặng nha quý chú. Ship đường bưu điện cây này tính phí rất là cao. Cái giá bà con xem tham khảo nha. Tiếp theo, mã số 5. Ta nghe cũng là 1m15 nữa. Mình làm 18. Rồi. Cây này thân lắc nha, đặc biệt thân hơi nghiêng nha, đặc biệt cái đế chưa khui. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 5 này có giá là 900.000 con bao ship thôi. Một cây vàng lá nhỏ. Hàng này khai thác luôn nha, cây rất là già cây. Một cốt. Phơm đặc ha. Chiều cao là 1m35. Tán ngang là 1m2. Những cái phong tàn này nhìn rất là đẹp nha, thoáng. Quanh là 17. Rồi, củ đế dưới này còn sâu chưa khui nha. Cây này già lên xù xì nứt da me, này thoát thân khoảng 15 quý cô chú ơi. Rồi, giá mã số luôn. Dạ, mã số 6 này có giá là 1.000.000 con bao ship ạ. Rồi, cây trang vàng rất là già luôn. Thứ 7 là một cây vàng Dubai chân son. Vàng Dubai chân son, dòng này siêu hoa luôn nha quý cô chú. Chiều cao là 70. Mật độ hoa lên nè. Tán ngang cũng là 70 á. Hoa màu vàng ông anh ha. Dạ, quanh là 8 ạ, ở dưới là chắc 10 á. Rồi, này thất thân lên tầm khoảng thất thân là 35. Rồi, giá mã số 7 luôn. Dạ,
Nhà mã số 7 này có giá là 450.000 con bao ship thôi. Tiếp theo mã số 8. Vàng Dubai chân son. Chiều cao là 92. Lá Dubai quá chú. Tán ngang là 80. Cái búp nè. Dòng này siêu hoa luôn. Vành là 9 ạ. Rồi. Con thân cũng tầm khoảng 35 quý cô chú ơi. Lô này động trạng. Rồi giá luôn. Vậy mã số 8 thì cũng có giá là 450.000 con bao ship nha. Này quý cô chú mình chốt cặp là rất là đồng nha. Dễ. Mã số 9. Chiều cao là 85. Thế ngang là 65. Wow, nó phủ. Đặc biệt dòng này 5 cánh nhiều nha. Vành là 9 ạ. Như cái ngôi sao. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 9 này có giá là 450.000 con bao tiếp luôn. Tiếp theo mã số 10. Cũng là vàng Dubai chân son quý cô chú ơi. Lên mỗi đọt mỗi hoa. Chiều cao là 80. Đây, búp nè. Tán ngang là 75. Cái màu vàng rất là ngọt. Quỳnh 9 Quỳnh đi. Là 9 nè. Đế này còn sâu chưa khui nha quý chú. Giữ tàn không khui nha. Lô này thoát thân động trạng 35. Rồi giá luôn. Thì mã số 10 này cũng có giá là 450.000 con bao ship. Mã số 11. Cho chú mình thấy cái form không? Lên hoa rực rỡ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 67. À, 5 cánh ha. Lô này mới nở có mấy cái hoa quý chú. Còn là búp kẹo hết trơn. Quỳnh là 7 ha. Rồi Quỳnh thân 7. Rồi giá mã số luôn. Dạ mã số 11 này có giá là 450.000 con bao ship luôn. Mã số 12. Hoa đã lên rồi. Chiều cao là 70. Cực kỳ. Tán ngang là 68. Đi giảm chai cho đi chưa. Quỳnh là 8 nữa. Rồi này thoát thân có tầm khoảng 30 nha quý chú. Kẹo búp hết trơn. Rồi giá luôn. Dạ mã số 12 này cũng có giá là 450.000 con bao ship luôn. Mã số tiếp theo, mã số 13. Chiều cao là 93. Tán ngang là 74. Mình là 10 rưỡi. Rồi, này thoát thân khoảng 20. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 13 này có giá là 400.000 con bao ship thôi. Số 14. Chiều cao là 80. Tán ngang là 70. Đọt lên rất là mướt ha quý chú. Đọt non lên một. Quanh này cũng cỡ 9, đỏ dưới là 9 nha quý chú. Đo ngay eo. Thân tầm khoảng 30. Rồi giá mã số luôn. Dạ mã số 14 này có giá là 450.000 con bao ship. Tiếp theo mã số 15. Chiều cao là 85. Là 78. Dòng này rất là khỏe quý cô chú mình yên tâm ha. Cây này lên chậu rồi là hoa rực. Quạnh chín đi. Xích thước chín. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ mã số 15 này có giá là 450.000 con bao ship thôi. Mã số 16 là một cây pháp vàng. Chiều cao là 95. Tán ngang là 75. Độ sai hoa của pháp vàng lên búp nè. Cánh pháp vàng vàng rất là to nha. Quỳnh là 8 ạ. Rồi cây này có đế chải luôn nha. Này thoát thân cũng tầm khoảng 30. Rồi giá luôn. Dạ mã số 18 này có giá là 450.000 con bao ship nha. Pháp vàng cây một cốt rồi rất là duyên quý cô chú. Rồi. Số 17. Cây này cũng một cốt. Lực luôn. Chiều cao là 80. Tán ngang là 75. Pháp vàng rất là mạnh nha quý cô chú. Dòng này rất là mượt. Quỳnh là 9 ạ. Rồi, này thoát thân khoảng 15. Pháp vàng hoa là quý chú. Cực kỳ. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 17 này có giá là 450.000 con bao ship ạ. Rồi. Mã số 18 là một phôi chen sen. Gồm một cặp. Mã số 18 gồm 2 cây, 2 chậu. Kể trên chậu quý chú. Chiều cao là 26. Phôi chen sen Nhật. Bên đây là 16. Phôi sang sang Nhật nha quý chú. Này về mình để mini ha. Luôn. Một ống nè. Nó đại diện một cây. Quỳnh cây được. Cũ quỳnh này 10. Quỳnh là 10 á. Cũ
xiết cái củ hào hào này nằm trong cái chậu C7 quý chú. Củ là 28. Rồi. Rồi giá cho cặp này luôn. 250. Dạ một cặp này con giao lưu là 250.000 con bao ship ạ. Rồi, hàng này mini để bàn rất là đẹp nha quý chú. Số 19. Đúng là phôi trang sang Nhật luôn. Chiều cao là 20. Cây bên đây là 22 ạ. Rồi, cái nồi này cứ chắc cũng cỡ động trạng tại nằm trong cái thùng ha. Quanh cây này là 11 rưỡi tính 11. Quý chú thấy nè, rễ đế. Cây này về để bàn á. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 19 này có giá là 300.000 con bao ship ạ. Một cặp. Gồm 2 cây nha quý chú. Chiều cao là 22. Này chiều cao bên đây là 23. Nó đồng trạng nhau, mình đo cái xiết thước cái quanh. Quanh này là 11. Rồi, cái nồi đế cũng nằm trong cái chậu vậy quý chú ơi. Đế rất là duyên. Rồi giá luôn. Dạ mã số 20 này con giao lưu là 300.000 ạ. Trang sen Nhật. Ở số 21. Cặp này cái nồi quá sát cái nồi luôn rồi. Rễ nằm trên chậu nó đụng với đít á. Đây cái phôi. Quý chú thấy nó nguyên một cục không? Chiều cao là 24. Cây này quạnh lớn nha, 17 lắm. Quạnh 17. Rồi cây này cái nồi đụng cái thùng luôn. Cây bên đây chiều cao là 20. Nguyên cái nồi này. Quạnh cũ là 30 rưỡi tính 30 ạ. Rồi giá luôn. Dạ, một cặp này con giao lưu là 350.000 con bao ship ạ. Tiếp theo, mã số 22. 22 là phôi trang vàng lá nhỏ nha. Chiều cao là 14. Quành xiết thước. Quành là 20 đi. Rồi, cái này nguyên cái nồi nè quý chú. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 22 này con giao lưu là 300.000 con bao xiết thôi. Rồi, phôi trang vàng lá nhỏ nha. Mã số 23 cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ. Chiều cao là 18. Quành là 16 ạ. Cây này về để bàn mini ha, nuôi lên. Rồi giá luôn. Dạ mã số 23 này là 250.000 con bao ship ạ. Mã số 24. Chiều cao là 21. Quanh là 19 rưỡi tính 19 đi. Cây này tay cành tứ diện nha quý cô chú. Đó. Rồi giá luôn. Dạ mã số 24 này có giá là 300.000 con bao ship ạ. Mã số 25. Cũng là một khối chen vàng nhỏ nhỏ nha. Chiều cao là 21. Quanh là 20 đi. Rồi, 20 rưỡi tính 20. Lô này rất là già quý cô chú, lên da me. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 25 này có giá là 300.000 con bao ship ạ. Mã số 26. Vẫn là phôi trang vàng luôn nha. Chiều cao là 25. Quanh là 16 ạ. Cái này củ đế nè. Rồi giá luôn. Dạ mã số 26 này con giao lưu là 250.000 con bao ship. Mã số 27. Số 27. Phôi lớn nha. Chiều cao là 34. Quành là 21 ạ. Rồi. Cây tay cành đủ chừng quý chú. Rồi giá luôn. Dạ mã số 27 này con giao lưu là 400.000 con bao ship ạ. Số 28. Chiều cao là 26. Thần rất là lực nha quý cô chú. Quành là 22. Rễ gà trắng hết trơn ha. Rồi giá luôn. Dạ mã số 28 này là 400.000 con bao ship ạ. Mã số 29. Chiều cao là 22. Quành em là 22 luôn. Rồi, cây này tay cành là đủ nguyên một cái nồi. Rồi giá luôn. Dạ mã số 29 thì con giao lưu là 550.000 con bao ship thôi. Phôi rất là già nha. Hàng mini nha, phôi vàng lá nhỏ luôn. Hàng mini. Mã số 30. Chiều cao là 22. Quành là 18. Nguyên cái nồi. Rồi, nguyên cái nồi. Nồi là 38 nữa. Rồi, đây, đế nè. Rồi, giá luôn. Mã số 30. Dạ, mã số 30 này có giá là 300.000 con bao ship ạ. Mã số 31. Chiều cao là 30. Quành là 16. Nồi là 36 ạ. Rồi, giá luôn.
Dạ mã số 31 này có giá là 300 ngàn của 3 ship luôn nha. Tiếp theo số 32, chiều cao là 24, quần eo là được 14 hả? 14 rưỡi tới 14. Nồi đây là 40 nha. Rồi, giá luôn. Dạ, mã số 32 có giá là 300 ngàn của bao ship luôn ạ. Dán bài luôn. Mã số 33. Này trong là đo cao gì đo bài. Chiều cao là 20. Bài nha. Ngang ngang đây nè, em đo từ đây qua đây. 39. Bài là 39 nè. Này trọng trong cái thùng từ nhỏ quý chú nên dễ nè. Quảnh đen đo được 22. Lô này quá sát cái đế, bộ đế. 37 nồi. Rồi giá luôn. Dạ mã số 33 này có giá là 350 nghìn con bao ship luôn. Mã số 34 dán bài luôn. Chiều cao. Chiều cao là 25. Tràng bài. Bài được 29 nè. Vành 18. Được 18. Rồi là 39 nha. Rồi. 38 rưỡi tính 38. Rồi giá mã số 34 luôn. Dạ mã số 34 này có giá là 300 nghìn con 3 ship ạ. Mã số tiếp theo, mã số 35. Chiều cao là 25. Quanh là 15 rưỡi tính 15. Rồi. 33. Rồi giá luôn. Dạ mã số 35 này có giá là 300 nghìn con bao ship hả? Rồi. Thưởng hết rồi mới đi vô. Rồi mã số 36 tiếp theo. Chiều cao là 21. Quanh là 13 rưỡi tính 13. Rồi nguyên cái nồi này cũng cỡ tầm khoảng 30 mấy 40 quý chú ơi. Quá xa cái đế rồi. Rồi giá mã số 36 luôn. Dạ mã số 36 này có giá là 300 nghìn con bao ship hả? Số 37 là phôi trang vàng. Chiều cao là 25. Quành là 19 nha. Rồi, nguyên cái nồi quá sáng nó cộm lên luôn quý chú. Tại xưa trồng trong cái thùng á. Rồi, giá mã số 37 luôn. Dạ, mã số 37 thì có giá là 400 nghìn con bao ship ạ. Dạ, cuối clip con kính chúc quý cô chú anh chị lựa được một cây đẹp ưng ý cho mình vào cái hộ nhà vườn của con. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại quý chú vào clip tiếp theo nha. Đây là cái lô vàng Dubai chân son mà con thấy ở trên mình quay xuống à, nó độ búp mật độ hoa nó kẹo như thế nào ha. Rồi quý chú mình xem tham khảo yêu thích cây nào thì cứ liên hệ nhà vườn nha, Phát TV cùng với nhà vườn. Cảm ơn quý bà con đã xem và hẹn gặp lại quý bà con ha.